Chào mọi người, hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người cái cờ lê, đó là được cờ lê đuôi chuột của hãng MCC sản xuất 100% tại Nhật Bản nha. Hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người size 17, 19 và size 22, 24. Cờ lê đuôi chuột thì nó cứ mỗi hộp như vậy là được 2 cái. Cờ lê đuôi chuột thì có rất là nhiều loại khác nhau, khác về kiểu dáng, màu sắc và cái kiểu đầu tuyết, đặc biệt là cái kiểu đầu tuyết. Đây là cờ lê đuôi chuột tuyết đôi, có nghĩa là hai bên sẽ có hai đầu tuyết bằng nhau. Đây là size 17-19 thì đầu bên này, cái đầu tuyết này là 17 và đầu tuyết này là size 19. Mọi người nhìn thấy ở đây sẽ có một cái chốt nảy gạt. Đây là size 17-19. Còn đây là size 22 và 24. Cái chốt này gạt này dùng để đổi chiều xoay của cái cờ lê đuôi chuột. Cái chốt nảy nó ở hướng này thì chúng ta sẽ xoay như thế này. Còn muốn đổi lại chiều xoay qua bên này thì chúng ta sẽ gạt cái nảy gạt này lại.